Chuyển sang câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Hồng đến từ Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ. Số điện thoại là 0384, 3 số cuối là 096. Khán giả có hỏi như sau: có 100 con lợn được 15-80 kg và lợn nái. 3 ngày nay thì lợn bỏ ăn, đi ngoài phân bùn và vàng loãng, có hiện tượng lây lan, đã dùng Hanoxilin, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, xin mời khán giả Nguyễn Thị Hồng lắng nghe những tư vấn của chuyên gia chăn nuôi thú y. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào chị Hồng. Trước hết thì cách mô tả tôi rất hài lòng là vì chị mô tả rất là đơn giản nhưng mà rất là rõ. Đây chính là dịch tả heo cổ điển. Và nếu anh chị chỉ dùng có Hanoxilin, tức là chứa doxycycline không, thì lợn không khỏi được. Khi đã là dịch tả mà đối với cái lợn nhiều lứa tuổi như thế này thì lại càng nguy hiểm, và cách điều trị thế là không an toàn và chắc chắn là không khỏi. Thì chị làm như sau, phải làm như sau: một là đã là dịch tả heo thì chị phải tiêm vaccine dịch tả heo. Thì vaccine dịch tả heo thì dùng cái vaccine của xí nghiệp thuốc thú y Trung ương Phùng Hoài Đức Hà Tây là ổn định nhất. Và nhân đây thì do lợn nhiều lứa tuổi như vậy thì cũng nên tiêm cái vaccine khác nữa, đó là tai xanh. Thì vaccine tai xanh thì dùng một trong hai loại vaccine, một là GXCA1R của Trung Quốc. Thì đây vaccine mà được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo tiêm vào ổ dịch. Và hai nữa là nếu không tìm thấy vaccine này thì dùng cái vaccine Boehringer, vaccine Boehringer của Đức. Thì hai vaccine này đều rất hiệu quả khi chúng ta can thiệp vào ổ dịch. Hai vaccine này tiêm vào hai bên mang tai lợn cùng một lúc. Thế sau đó thì toàn trại, và nhớ là cái vaccine này là phải tiêm toàn trại. Và con khỏe tiêm trước, con ốm tiêm sau. Và cố gắng là mỗi một ô chuồng là thay một cái mũi kim tiêm mới. Sau khi tiêm xong toàn trại thì cũng cho lợn ăn cái thuốc gọi là Tidoctea. Cái thuốc Tidoctea thì chúng ta dùng liều lượng là 2 gram cho 1 kg thức ăn. Và ăn liên tục 5 ngày để cho toàn trại. Và thứ ba, đó là con ốm thì bây giờ ta bắt riêng ra. Nếu con mà có biểu hiện lâm sàng như chị mô tả, bắt riêng nhốt với thêm vào một ô. Thì lợn sẽ sốt từ 40,5 đến 41 độ rưỡi. Nó nằm trong cái khoảng đó. Thì hôm nay là ta gọi là ngày thứ nhất đi. Ngày 1, ngày 3, ngày 5, cứ cách một ngày chúng ta tiêm một mũi Macavet. Macavet 1 ml, đối với lợn 80 cân thì cho 17 cân thể trọng. Còn đối với lợn mà dưới 80 cân, 50 cân trở xuống thì chúng ta tiêm 1 ml cho 15 cân thể trọng. Cái liều định nó phải chính xác như vậy. Sáng và chiều ngày thứ 2 và thứ 4 thì chúng ta lấy hai thuốc là Visante và Đề Sa Thái. Thì Visante và Đề Sa Thái mỗi loại 1 ml, pha chung lại tiêm cho 10 kg heo. Lợn lớn, lợn bé, lợn mẹ, lợn con tiêm tất cho 10 cân một lần. Và cố gắng ngày 2 lần sáng, ngày thứ 2 2 lần sáng và chiều. Và ngày thứ 4 2 lần sáng và chiều. Thì hàng ngày thì chúng tôi vừa nói là đây là dịch tả heo, thì nhân là đàn lợn ấy, nó sốt với cái khoảng rất rộng từ 40,5 độ đến 41 độ rưỡi. Con thì 41 độ, con 41 độ rưỡi, con 40,5. Nó rất linh tinh như vậy. Thì mỗi một ngày chúng ta phải tiêm cho tất cả các lợn ốm một mũi Anagin C. Anagin C. Thì đấy là toàn bộ cái toa thuốc điều chỉnh là như vậy. Thế thì để tăng cường hiệu quả điều trị thì cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng là chúng ta không thể không chú trọng, mà chúng ta phải chú trọng bằng cách với thời tiết này chúng ta phải giữ ấm nhưng mà khô, thông thoáng cho lợn nhưng mà khô. Đây là việc đầu tiên. Cái thứ hai là cho lợn uống đủ nước. Ăn thì bây giờ nó giảm ăn nhiều rồi, nó ăn được cái gì nó ăn. Đặc biệt là rau xanh chúng ta bổ thêm, nhưng mà uống rất khoát là phải đầy đủ. Trong nước uống gồm có, chúng ta phải có tê cúm gia súc, điện giải và super vitamin nhằm hỗ trợ sức lực. Mỗi loại 1 gram pha chung 1 lít nước cho toàn trại heo uống liên tục 5 đến 7 ngày. Anh chị làm đúng này mà nếu tất cả những lợn nào đã được tiêm phòng vaccine dịch tả rồi thì sẽ khỏi. Thế còn ngược lại những con mà, nhưng mà tôi tin là về từ 18 đến từ 20 đến 80 cân mà, thế nên hầu hết đã được tiêm rồi. Thế còn nếu như mà chưa được tiêm vaccine mũi lần nào thì có thể có những rơi vãi, tức là cũng có một số cái tỷ lệ phần trăm mà không thể nhảy cứu được nếu như chưa được tiêm bao giờ vaccine lần nào. Còn nếu được tiêm rồi thì tôi cam đoan là sẽ khỏi.
Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm. Và khán giả Nguyễn Thị Hồng cũng như là quý vị khán giả cũng lưu ý giúp chúng tôi là trong quá trình chăn nuôi cũng như là trồng trọt của mình, khi mà nhận thấy những cái biểu hiện bất thường từ đàn vật nuôi và cây trồng thì chúng ta nên gọi điện cho các chuyên gia và thậm chí là có thể chụp lại những hình ảnh để gửi về cho chương trình, để từ đó thì chuyên gia của chúng tôi có thể chẩn đoán chính xác nhất, tránh trường hợp là tự phán đoán và điều trị nếu mà sai bệnh thì có thể để lại những cái hậu quả khôn lường.